Câu chuyện cuộc sống. Đen trắng. Khi học cấp 1, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi. Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng tôi đúng, cậu ấy sai. Và bạn tôi cũng nhất quyết tôi sai, cậu ấy đúng. Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn. Trên bàn có một quả bóng nhựa rất lớn, quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi, em thấy quả bóng màu gì? Thì cậu bạn tôi đáp, thưa cô, màu trắng. Tôi không thể hiểu nổi cậu ấy đang nói gì. Mắt bị mờ, đầu óc không bình thường, hay cậu ấy muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi, màu đen chứ, đồ ngốc. Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này cô hỏi tôi, quả bóng màu gì? Tôi đành phải trả lời, màu trắng à. Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng, mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình. Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ, thì mới có thể thực sự hiểu họ được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.